sao mà còn mới vậy? Ông mua cái lô này nè, ba cái tép. Thôi con này sao mới vậy con? Cái đó mới là cũ. Cái đó mới cũ vậy. Cái đó là cái trái này đó hả? Còn mới đó ha, mà đều có cái là ta tồn kho ta chuyển ra cái khác đó. Ta bán cho anh Thị. Dạ dạ. Này bắt không? Chín nè. Chín. Lâu rồi đó. Ai có nhu cầu alo? Không tám tám sáu ba năm sáu ba sáu bảy không bảy nha. Tôm đường nước nữa kìa. Khoan cái nước này nha. 2H95. Nên là cũng chào alo. Wow.